Tẩy 2 lần hết 1 triệu, nhuộm thêm 600 nữa thì có gọi là đắt hay không đối với tóc lam? Thì đây là một cái vấn đề khá là nhạy cảm. Chính vì thế mà anh cũng chia sẻ theo một cái cách nó đỡ bị nhạy cảm. Thì có thể anh em không biết, có những người thợ ấy, người ta cắt cái tóc ấy cả triệu bạc cơ. Triệu cắt tóc ấy nhá, người ta lấy cả triệu bạc. Nhưng mà cái khách hàng người ta người 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 ta được là gì? Người ta được là người ta đến đến một cái cửa tiệm có thương hiệu lâu năm chẳng hạn, được anh thợ nổi tiếng cắt cho chẳng hạn, và khi ngồi với bạn bè có thể khoe làm tôi được anh này rất là nổi tiếng, không nói là anh biết anh này anh cắt cho tôi đấy, và người ta chả có gì ngạc nhiên khi mà anh đấy cắt cho bạn đấy những tiền triệu đấy. Chính vì thế mà anh không biết là em làm ở đâu hay là như thế nào. Anh phân tích như thế này để cho anh em hiểu nhé. Nếu như mà em vào một cái cửa tiệm nó ở một cái trung tâm thương mại đắt đỏ đi đấy, một cái cửa tiệm nó rất là xa hoa, khi em vào có người mở cửa cho em, khi em ngồi ghế có người mang nước đến cho em, có thợ người ta tư vấn cho em, rồi em đi xả tóc, rồi có các bạn gái massage đầu, nói chung là em chỉ có tẩy và nhuộm thôi, nhưng mà người ta còn massage, người ta rửa mặt, rồi là nước lôi đầy đủ, nói chung là cung rất là cung phụng ấy. Và cái kết quả sau khi làm xong ấy thì cái tóc của em tẩy 2 lần và nhuộm thêm một lần nữa ấy, mà nó ra cái tóc của em nó đẹp, nó không bị quá khô và cái màu nó đậm đà, màu nó cảm giác nó đều mà nó không có vấn đề gì cả, nó bóng nó đẹp. Mà sau khi về nhà em sờ cái tóc em cảm thấy rất là sướng, em cứ tưởng tượng như kiểu là mình không tẩy tóc vậy. Thì đối với mức giá như thế thì nó là bình thường, nó là chấp nhận được, chấp nhận được em. Còn nếu như mà em bước vào cửa tiệm mà không có những cái như thế, hoặc là chỉ là một cái cửa tiệm bình thường thôi ấy, và sau khi làm xong cái kết quả nó cũng bình thường như như bao lần khác thôi ấy, nó không có cái tiệm này nó không có một cái gì nó thực sự nó đặc biệt nổi trội hơn những cái khác ấy, hoặc là anh thợ anh chủ tiệm đấy cũng không phải là quá nổi tiếng hay là gì đấy ấy, thì đối với mức giá này có thể nói là cái mức giá anh nói là hơi cao so với mặt bằng chung, hơi cao so với mặt bằng chung đấy nhá. Đấy. Còn thực ra thì bây giờ cũng có nhiều anh em thợ, anh chia sẻ luôn một cái lời khuyên, nếu như mà anh em thợ ấy muốn làm lâu năm ấy thì anh em phải làm một cách bền vững. Cái giá tiền anh em lấy bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là cái kết quả khách hàng nhận được ấy, nó phải đảm bảo, nó phải đi đôi với cái mức tiền đấy, thậm chí nó còn phải tốt hơn cả cái mức giá mà anh em đưa ra thì anh em mới đi lâu dài được nhé.